xác định công tác quản lý người nước ngoài là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã tăng cường kiểm soát và liên tục bắt giữ nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, lợi dụng địa bàn thành phố để ẩn nấp, hoạt động phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Cửa ngõ phía Bắc ra vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, nối liền với hầm Hải Vân những ngày này, có hàng chục nghìn phương tiện lưu thông, vận chuyển hành khách và hàng hóa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng chuyên chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong vòng một tuần, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện 2 xe ô tô 7 chỗ chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đối tượng thường dùng nhiều cái thủ đoạn. Có thể là đi trung chuyển, đi từng đoạn. Do đó mà chúng ta cái cơ sở của ta mà chỉ nắm một cái số xe thì chúng ta khó mà bắt được những cái đối tượng mà nhập khẩu trái phép này. Đây là một quá trình theo dõi và có cơ sở và phải có nghiệp vụ thì mới dừng được phương tiện. Ngay cả lúc dừng mà mình không cẩn thận á, thì đối tượng có thể là tìm một cách để vượt trạm, thậm chí là ảnh hưởng đến cái tính mạng của anh em làm nhiệm vụ. Qua đấu tranh, lực lượng công an bước đầu xác định các đối tượng này đã móc nối với người Việt Nam để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Để kịp thời ngăn chặn từ xa, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường nắm tình hình, phối hợp tổ chức dừng kiểm tra các phương tiện nghi vấn và xử lý nghiêm các cá nhân lợi dụng hoạt động giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, nguồn tin tố giác của người dân cũng là một kênh thông tin quan trọng, góp phần vào công tác đấu tranh với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Chúng ta đã rà soát, đã xử lý kịp thời và cũng đã khắc phục được việc này và tạo nên một cái công tác mà đi vào thường xuyên hơn đối với công an cơ sở, đối với công an quận, đối với công an thành phố, và làm cho nhân dân cũng đã có mức nâng cao cảnh giác hơn, đã phối hợp cung cấp thông tin cho công an những trường hợp nghi vấn. Và có thể nói là đến giờ này thì trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta, thì việc mà người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nếu có sẽ phát hiện được thật. Chúng ta đã xây dựng được một cơ chế mà rất dễ chúng ta có thể phát hiện được. Càng về những ngày gần Tết Nguyên đán, với mức độ lưu thông dày đặc của các loại phương tiện giao thông và tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào thành phố, kiên quyết không để nguồn lây COVID-19 thâm nhập lây lan trên địa bàn.